Thùy Linh, học sinh lớp 5, mỗi ngày dành từ 1 đến 2 giờ học online trên ứng dụng Edupia Math. Em được hướng dẫn bởi những giáo viên đến từ các trường chất lượng cao và được thầy cô theo sát, chấm chữa bài chi tiết từng học sinh. Cùng với chương trình học bám sát chương trình sách giáo khoa, các kiến thức được cập nhật liên tục theo các bộ sách mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước đây với con môn toán khá là khô khan và nhàm chán bởi nó chỉ có toàn số với số. Nhưng từ khi bố cho con học toán trên ứng dụng Edupia Math, con cảm thấy môn toán thú vị hơn. Bây giờ khi học toán, con có thể tiếp xúc với nhiều hình ảnh và làm bài tập bằng trò chơi khiến con rất thích. Các phương pháp giáo dục hiện đại được đưa vào, chẳng hạn như phương pháp giáo dục RME, toán học gắn liền với thực tiễn, một phương pháp giảng dạy được triển khai mạnh mẽ tại các nền giáo dục tiên tiến, giúp học sinh phát triển tư duy, hiểu rõ bản chất toán học. Hệ thống báo cáo học tập phân tích cá nhân hóa sẽ tìm ra những lỗ hổng kiến thức, chủ đề cần luyện tập thêm cho từng học sinh. Thầy cô sẽ đưa ra những giải pháp rèn luyện cải thiện khả năng tư duy, tính toán một cách chi tiết nhất cho mỗi em. Tại Edupia Math, chúng tôi có ban giáo vụ sẽ tư vấn cái lộ trình học tập cho học sinh một cách phù hợp. Bên cạnh đó thì chúng tôi có đội ngũ giáo viên chủ nhiệm. Với mỗi bài tập thì các giáo viên sẽ chữa lỗi sai, giải thích cách làm đúng cũng như là hướng dẫn cái cách trình bày bài khoa học rõ ràng. Học sinh sẽ được thường xuyên thực hành luyện tập đa dạng các dạng bài với các hình thức bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận. Chúng tôi đã game hóa với cái cách chơi rất là đơn giản, dễ dàng và điều này thì giúp các con sẽ hứng thú với việc học toán, yêu thích việc học toán, hiểu rõ bản chất vấn đề của toán học, phát triển các kỹ năng làm bài và từ đó có thể vận dụng được toán học vào giải quyết các cái tình huống trong thực tiễn trong đời sống. Hiện nay, quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đang ngày càng diễn ra sâu rộng, giúp các học sinh và phụ huynh tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức, chi phí mà vẫn có thể học tập hiệu quả.